Xin chào cả nhà. Hôm qua mình có đăng cái video đồ cỏ hồng vào lúc chiều. Như có hẹn với cả nhà thì sáng nay mình tranh thủ đi quay đồ cỏ hồng vào lúc sáng sớm. Sáng nay mình đi quay đồ cỏ hồng thì mình thấy có rất là nhiều bạn trẻ đến nơi đây để mà check in. Và vào những ngày cuối năm thì cũng là bắt đầu vào mùa cưới. Các cặp đôi cũng thường lựa chọn nơi đây để mà ghi hình, lưu niệm.